Xin chào tất cả mọi người nhá. Thì em đang có mặt ở một cái tàu bay xưa. Chiếc này là chiếc bay nhá mọi người. Thường thường thì chiếc bay nó sẽ có một cái cột ở trên mũi này mọi người này. Đấy, chiếc bay nó sẽ có một cái cột ở trên mũi này. Cái này chủ yếu là để người ta ra phen, ra chi với mọi người. Đấy thì chuyến này đi thì được khá là nhiều cá ù nhá. Ông trúng được một mẻ cá ù được mọi người. Cá bây giờ hôm nay đang bán được 60 sâu lầm, lúc bán được 70. Nhà một tấn cá thì cũng có 70 triệu mọi người. Cá ù này thì nó nhanh lên đầu cân lắm, tại vì con nó cũng to mọi người. Có con thì một vài cân, có con thì 3-4 cân. Con thì nó hơi bé hơn, nhưng mà nó chung quy thì nó sẽ là hơn 1 cân một con rồi. Đây các cô các bác cái đang bốc cá ở cái khoang lên nhé. Con nhặt mái chèo này, ở cái lá nhặt mái chèo. Di chuyển lên trên đây để đỡ lên nhà trên bờ cho mấy người đi buôn thì người ta lấy hàng để người ta đi chợ. Ù này là ù trơn mọi người ạ. Ù này khá là béo, nhưng mà ù này thì ai mà đang ốm thì không nên ăn nhé, vì nó cũng khá là độc. Còn ù vẫy thì nó lành, nó lành thịt, nhưng mà nó thịt nó lại không ngon. Thịt của nó thì nó chua, tất cả là nó không có vị béo nữa. Đầu trên này thì có một cô đang đỡ cá lên rồi mọi người. Thì mọi người ở dưới thuyền này sẽ di chuyển lên nhé, chuyển tay nhau rồi để đưa cá lên bờ, đưa cá lên bờ để kịp đi chợ mọi người ạ. Đây thì có mấy cô xuống để đi mua cá. Đây thuyền này thì khá là nhiều đấy mọi người. Thuyền lưới, thuyền giã, thuyền câu, thuyền vây thì khá là nhiều.
hơi một tí đây. Ok mọi người nhé.